shoptaycầm.com, thế giới tay cầm của bạn. Kingmansport.vn, thế giới đồ thể thao làm không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, để tiếp tục cho buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một team color của Argentina cũng cực kỳ đẹp trai trong cái form tiền đâu đó khoảng 400 tỷ. Vâng, với 400 tỷ thì chúng ta đã có một Messi của mùa giải 22 TS5 với chỉ số tổng lên tới 120 năm. Dã man thật, chỉ số tổng lên tới 120 năm với một CM ở thẻ cộng 5. Mùa giải này thì Messi cùng với Argent được cộng rất nhiều những chỉ số đẹp. Chỉ số chung 3, dây bóng 2, dứt điểm 1, team bạc 2 chỉ số. Argentina 2022, dê bóng 3, tầm nhìn 3, truyền ngắn 2 và lấy bóng 2 cũng rất nhiều và khiến cho Messi có chỉ số tổng lên tới 120 năm, đẹp thật sự. Lautaro Martinez với mùa 22 TS sẽ là đầu tàu trong đội hình này, chỉ số cũng rất ngon, dứt điểm lên tới 127. Nhưng ở kỳ World Cup vừa rồi thì lạ lắm, 127 dứt điểm, không thể chấp nhận nổi. Đôi cánh chúng ta sẽ có là Angel Di Maria của mùa BVFC và bên cánh còn lại sẽ là Joaquin Correa của mùa 20U8. Nếu như anh em thích cho Dybala với mùa 22 TS vào đây thì chúng ta có thể giảm cánh ở đây cũng được, nhưng kiểu foil như thế này là vẫn vừa sinh lương. Đội trụ chúng ta sẽ có Enzo Fernandez với mùa 22 NG7 kết hợp với De Paul của mùa 21 TS5, rất đẹp với đội bộ đội trụ này. De Paul phải đẩy lên đá CM thì chỉ số nó mới to là 120 nhé, hoặc là đây là 121 chứ để đá CDM nó chỉ số hơi thấp một xíu. Ở cặp trung vệ chúng ta sẽ có là Otamendi 22 TS với Lisandro Martinez cũng là mùa 22 TS luôn. Ở đội hình này rất nhiều những con hàng của mùa giải mới đẹp mùa 22 TS nha anh em. Vị trí gác đền với Martinez cũng cực kỳ uy tín với mùa 22 Totti, chỉ số tổng khi mà full level là 119. Bên trái có Tagliafico cộng 8 và bên phải là Foy 8. Nói chung là rất đẹp với cách cân lương ở đội hình này. Ở dự bị thì còn rất nhiều những anh tài. Joaquin Correa như đã nói với thẻ cộng 8 mùa 20U chân 5 năm. Có Alvarez 21 NG8, có Gomez 21 Totti, có cả Acuna của mùa 22 TS. Thằng này vào đá CDM chỉ số 120 đấy, cũng tương đối là giòn để thay thế cho De Paul nếu như anh không thích. Cặp trung vệ chúng ta còn có cả Romero để thay thế cho Lisandro Martinez, có Molina đá cánh phải và vị trí gác đền chúng ta có cả thủ thành Romero của mùa VTA8. Ui còn nhiều lắm anh em ạ. Ở đây còn có Paredes, có Lo Celso, Martinez có thêm mùa World Cup 22, có Gonzalez, có Palacios. Nói chung thì đây là một team Argentina mà bác chủ thật sự là tâm huyết đấy ạ. Tôi nói thật, đây là một đội Argentina gần như là đẹp nhất, gần như là đẹp nhất trong cái form tiền 400 tỷ với Argentina 2022 các bạn ạ. Tôi sẽ đẩy cao lên một tí và tôi sẽ đá đội hình 4-2-1-3 với đội hình này. Đây, tôi sẽ cùng với các bạn check qua về giá trị của từng cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Messi đắt giá nhất khoảng 150 tỷ và có thể mua được. Kế đó là Dybala khoảng 33 tỷ, vẫn có rất nhiều người đang săn đón, 3 người đặt mua mà chả thấy giao dịch đâu. Di Maria khoảng 31 tỷ và cũng chưa chắc là đã về ngay. Lautaro Martinez con này khoảng 30 tỷ. Joaquin Correa khoảng 26 tỷ, chắc là cũng có thể mua được, cũng ít giao dịch. Alvarez cũng là con hàng rất hot, các bạn nhìn vào cái số lượng người mua là biết là con này cũng khá khó mua. Romero LOL khoảng 20. Emi Martinez khoảng 18 tỷ. Lisandro Martinez cũng khó mua, thằng này có thể săn được 20 tỷ. De Paul 15 tỷ. Enzo cũng khó mua phết đấy, con này 8 tỷ. Paredes 6 tỷ, cũng tương đối khoai. Rồi là Otamendi 112, giá này rất là khó, anh em có thể nhả nhé. Đội hình này nhìn thế này thôi chứ khó mua phết đấy. Còi phiếc cũng ít giao dịch lắm. Nói chung mấy con hàng Argentina này để mà săn được cũng mệt mỏi, nó thật là mệt mỏi. Rồi, tôi nghĩ là như vậy thôi. Một hình cũng rất đẹp với Argentina rồi, không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến ngay với những bước chạy đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ đến với những bước chạy đầu tiên của Argentina, gần như là mắc minh nhất trong cái form tiền 400 tỷ này. Lautaro Martinez, hy vọng mày uy tín nha, hy vọng mày uy tín nha. Mày đá như World Cup là chết tao. Mày đá như World Cup là chết tao. Tao bảo mày rồi mà. Bật chế độ Coben. Thôi à. Thế rồi. Mày quá. Tí chết. Đồ nhanh quá. Tuổi gì DD góc gần bạn ơi. Trời ơi. Lấy gì ra mà đỡ. Lautaro Martinez quả này mày không vào nữa tao chịu mày luôn đấy. Mẹ nó ám từ World Cup ám sang đây luôn à. Cái gì vậy?
Rồi, chọc có Messi yên tâm rồi. Chọc cho Messi thì yên tâm quá rồi. Quá uy tín. Thì bác Hen này thể hình không quá to, anh em đá Hen phải đá kỹ thuật. Kiểm soát bóng tốt. Anh đã uy tín trở lại. Anh ngã uy tín trở lại rồi. Tôi lợi Martinez một lời xin lỗi ư? Có lẽ nào sau trận đấu này tôi sẽ viết văn xin lỗi anh. Anh chốt quả đấy lạ quá. Tôi không có quen. Martinez là bàn thứ hai tôi mới tin. Nó gần làm gì ở đấy. Chiến dấu tên đã uy scan 5.000 đồng. Rudiger 22 WC cặp với Militao 22 TS team Real ngon không anh? Được em, Militao TS là bộ ngon rồi. Ây da, thằng đàn em Alvarez à? Thằng đàn em Alvarez vừa vào sân đã thể hiện được quả cháy quá nhở. Này, nhìn nó chút quả cháy chưa? Đề xịn thật. Militao 1 TS cũng là một con hay mà. Dọn cỗ cho si thế này thì đỡ kiểu gì rồi. Chịu luôn đấy. Thực ra cái về vấn đề nhạc bây giờ phải mua thêm. Không nhạc nó ốc ngoài cửa đẹp thế. Xong rồi đấy. Vãi cả đá kiểu Messi kìa. Trời ơi, sút. Đúng là nhà vô địch World Cup, nó sút cái quả bóng. Kinh quá. Vừa gặp nhau hôm trước nhỉ. Enzo. Hai cả lìn Enzo sút thế mà vẫn được. Giờ này đang ui, Messi kìa. Ui trời ơi, Messi ơi. Đá cái gì đây? Sút xịt rồi vẫn đẩy vào người nó được. Khó lắm bạn ạ. Messi nó ra chân được gần như là chết chắc luôn ý. Đây rồi, Martinez. Ôi thằng này nó cũng có cái duyên béo gì nhỉ. Cứa thế nào. Đẩy quá là qua cái thằng này. Đúng rồi. Đó chỉ là những cái sự tai nạn của Martinez thôi. Mỗi tập, mỗi trận anh làm tí gọi là ô Messi à. Đây rồi. Ô mày. Mày xoạc ai? Mày xoạc ai? Đó là Lautaro Martinez. Một pha trích bóng. Đã quên hết những gì mà anh đã làm ở kỳ World Cup vừa rồi. World Cup mà nó làm như thế này thì đỉnh quá nhỉ. Đỉnh cực kỳ rồi. Trận này Lautaro nó lạ nhỉ. Là mẹ đôi nháy rồi này. Ôi bóng như thế này cơ mà. Như thế này cơ mà. Không phải đây là do tôi nhé. Cầm được quả bóng là một cái điều xa xỉ các bạn. Dâng đội hình thấp tèn tẹt như thế này. Đấy gọi là bóng đá. Đấy gọi là leo ranh phải vậy. Leo rank là phải thua như thế này à. Thua rồi mà không tấn công thì... Lên thế giới 1.
Ủa thế à? May mình chưa lên thì mới là... Rồi ok, chúng ta sẽ đến với trận thiếu tiếp theo với Messi và đồng bọn. Bạn là để một tốc nhanh quá nhở. Vít sang bên này đóng luôn là chết này. Đẹp không? Mẹ cái xà này. Sút quả thế mà vào được cái mẹ. Messi truyền thì hay quá. Martinez bây giờ nó khác đấy nhá. Martinez bây giờ nó khác lắm đấy. Messi chọc kìa. Cái đường chọc của Messi nó rất là vừa miếng cho đồng đội di chuyển nhá. Dybala kìa. Bạn nhìn nó đúng xoay sở và nó kết thúc. Ui, mất đi nét. Enzo. Đéo được kìa quả cửa. Có phạt à? Bú 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 bú. Cứa được vào đấy. Quá đẹp. Quá đẹp cho một phần thép B của Dybala. Tôi đã mong tình huống này từ rất lâu rồi. Rồi bây giờ tôi mới làm nổi. Về một xuống nhỉ. Làm quả sách giáo khoa nữa này. Một cuốn sách giáo khoa nữa về kỹ năng tấn công là lắc bóng cô bé. Đấy, lại một cái bài nữa cho các bạn. Ông Hoàng cô bé giỏi thật. Chắc nhỉ. Vào chuyển 100k. Dã man nhỉ. Xì đi bóng khó chịu thật. Khó để bắt được Messi. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không đây? Shop tay cầm.com, thế giới tay cầm của bạn.